Thật ra mọi người đừng quá lo lắng cái câu chuyện là người ta có trả lời bạn hay không, miễn là bạn cá nhân anh và những người khác thì họ sẽ thích cái cách tiếp cận như vậy hơn là Khi mà một bạn chuyển từ một cái ngành khác qua một cái ngành mới thì thứ nhất là như anh nói là mình cũng không có những cái network sẵn, tại vì những người bạn trong network cũ của mình nhiều khi họ cũng không còn liên quan tới cái sự nghiệp mới nữa. Đồng thời thì mình cũng khá là mới để mà có thể tiếp cận được với những người chuyên gia. Thì không biết là cái thời điểm đó thì anh đã tìm kiếm những sự trợ giúp hoặc là những cái thông tin từ những người mà trong cái ngành mới của anh, thì anh đã làm như thế nào để anh tiếp cận những thông tin đó? anh sẽ tiếp cận trực tiếp luôn. Ở thời điểm đó thì anh có một vài cách để mình tiếp cận. Thứ nhất là mình tham gia những cái hội thảo, những cái workshop. Thì thường sẽ có những cái người có cùng suy nghĩ với mình, có cùng tần số với mình, họ cũng có những cái concern với mình, thì mình có thể tới những cái hội thảo đó, mình trao đổi, đưa ra những vấn đề của mình, hoặc là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, thì tự chắc là những người đó cũng sẽ có những cái feedback lại. Cách thứ hai á, là có những cái người mà rất là chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, họ thường họ chia sẻ những cái bài viết trên mạng hoặc là LinkedIn chẳng hạn, thì mình cứ contact trực tiếp thôi, thì sẽ có những người rất là sẵn sàng để mà trả lời, những người không nhưng mà sẽ những người trả lời thì nó sẽ giúp mình tạo ra những cái connection đầu tiên. Thì anh nghĩ là cho những cái bạn mới, thật ra mọi người đừng quá lo lắng cái câu chuyện là người ta có trả lời bạn hay không. Ví dụ bạn liên hệ bạn gọi là chuyên gia trên mạng, miễn là bạn nghiêm túc, có nghĩa là đừng có chỉ connect với họ rồi sau đó đưa ra những cái câu hỏi mà khiến cho họ cảm thấy là bạn không có cái sự nghiên cứu trước về cái vấn đề đó. Bạn phải cho họ thấy là ok, tôi đã có nghiên cứu, có thể là tôi không kinh nghiệm, tôi không bằng anh, nhưng mà tôi đã có những cái nghiên cứu của tôi theo những cách như vậy, và cái vấn đề tôi đã gặp là như thế này. Thì anh có cái lời khuyên nào cho tôi hay không? Anh nghĩ là cá nhân anh và những người khác thì họ sẽ thích cái cách tiếp cận như vậy hơn là những cái câu hỏi đơn giản, ví dụ như data science gồm có những role gì, data analyst là những câu chuyện gì. Thì cái cách approach ngược lại có thể là ok, vậy thì em đã có nghiên cứu về data science thì em biết được đó là có những cái role ABC như vậy, theo anh thì nó có đúng hay không, hay là em rất là hứng thú về một cái role như vậy và em đang nghĩ nó gồm có những công việc như sau, theo kinh nghiệm của anh thì có đúng hay không và em cần phải cải thiện những kỹ năng gì. Thì nó cho cái người trả lời đủ cái thông tin để mà trả lời cái câu hỏi cũng như là hướng dẫn bạn theo cái kinh nghiệm của họ. Còn thí dụ như bạn hỏi những câu chung chung thì thí dụ như là mình, nếu mà mình thật sự muốn giúp thì mình cũng rất khó. Ví dụ mình sẽ phải hỏi là ok, vậy thì background của bạn là gì, bạn đã làm được gì rồi, rồi sau đó thì mình mới bắt đầu đi vô cái vấn đề của bạn, thì nó sẽ cảm thấy là quá nhiều việc, mình sẽ không muốn trả lời những câu hỏi như vậy. Dạ ok, vậy thì đâu đó là có cái keyword là hỏi có tâm. Đúng rồi. Dạ thì khi mà bạn tiếp cận một chuyên gia thì bạn nên cho thấy được cái sự chuẩn bị và sự chuyên nghiệp của bạn khi mà đưa ra câu hỏi, ví dụ như là bạn đã có nghiên cứu trước rồi, sau đó thì bạn hỏi với mục đích là mang tính là xác nhận xem là những cái thông tin này em tìm hiểu trên mạng thì nó có đúng với thực tế hay không, hoặc là bạn sẽ đưa ra những cái thông tin cụ thể về một cái bối cảnh nào đó để người chuyên gia ngay lập tức nhanh chóng nhìn vô và có thể đưa ra những cái insight, thay vì là người chuyên gia sẽ cần phải hỏi thêm này nọ và tạo thêm những cái friction không cần thiết. Đúng rồi, anh xem. Thank you.